Tối 22 tháng 11, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng bị khởi tố gồm có Bùi Thị Kim Hương sinh năm 1984, Trần Đức Trọng sinh năm 1990, chồng của Hương, Ngô Trí Luân sinh năm 2004, con riêng của Hương, cùng trú tại phường 4 thành phố Tuy Hòa. Bùi Ngọc Nam sinh năm 1989, em ruột của Hương, trú tại phường 9 thành phố Tuy Hòa. Và Bùi Ngọc Tuấn sinh năm 1991, em ruột của Hương, trú tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Trọng và Bùi Ngọc Nam. Trong vụ án, bị can Bùi Thị Kim Hương và Bùi Ngọc Tuấn bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, tháng 6 năm 2022, vợ chồng Văn Tiến Đức và Võ Thị Thu Tuyết cùng sinh năm 1991 ở phường 9 thành phố Tuy Hòa sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ giả để thế chấp cho vợ chồng Hương và Trọng vay số tiền 150 triệu đồng. Đến tháng 4 năm 2023, vợ chồng Đức mất khả năng trả nợ nên bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc với Hương và Trọng. Đến tháng 8 năm 2023, Đức nhờ một cán bộ ngân hàng bán thửa đất có sổ đỏ giả cho vợ chồng Trọng. Biết được sổ đỏ là giả nên Hương, Trọng đã kêu thêm Luân, Nam, Tuấn bắt Đức đưa về nhà của mình để gây sức ép trả nợ.